Các bạn thân mến, hôm nay sau này mình vào đây là mình sẽ bắt cá để làm món cá lam. Nhưng mà cuộc sống trong thời buổi Covid này mà ngồi nhìn thấy nhau ấy, nó hạnh phúc lắm rồi. Mà hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy một cái món ngon đặc biệt. Và sau đây mời các bạn cùng với mình vào cuộc nhé. Mất công nhai. À kia có rồi. Ở trong chai, ở trong chai. À. Đôi ba cân đấy. Ôm lên. Nó vừa sủi đấy. Ra đâu mà ra. Đấy. Kéo cái chân chài vào. Nó ngon rồi. Ngon rồi. Rồi. À, mang đây con này. Rồi. Ngon. Vứt lên trên à? Ui xa. Một con của su mèo, một con ăn. Đấy, này gửi xem beo. Đứng một chỗ này. Rồi. Con đấy tầm 2 cân không? Ờ, khoảng 2 cân. Mà nuôi lâu năm ấy. Lâu ba. Lâu ba. Có phòng hoàn hóa huyền. Mày mà gì lâu mình chín hai. Mình một cái về. Mà luôn á. Ờ, đây nghe không? Đấy á, đây nghe thảm vấn. Cắt này đấy có. Ờ, nói giờ 10 năm lại lái Facebook chứ hả nó? Ờ. Thế phải cho mà luôn đi. Ăn nó có ăn đâu, nó ăn cá rồi, thì ngan không ăn đâu. Sứ beo nó ăn cá đó. Để quăng thế mà đợi quăng nó chạy mẹ sang bên tay phải này. Vậy. À con. được. Rồi thôi lên đi, lên bờ đi. Ôi cẩn thận, quấn chặt vào. Con này cơ sứ beo này. À, ừ, chú con nào cũng được. Mẹ em muốn chạy ấy. Em quấn cầm cái chai lên. Đúng rồi, lôi lên. Em gỡ cái cá con ra đây. Ừ, bỏ cái con cứ mang lên bờ đó. Xong ném. Ui, thì con rô phi to lắm. Thôi, cứ cầm lên đi. Ừ. Rồi. Rô phi to chưa? Rô phi to nhỉ. Vàng chóe nhỉ. Úi. Con này có hơn 2 cân mà. Cầm lên nhé, nó rơi. Được rồi, em bỏ kia ra đi để anh móc này lên. Vàng nhảy ngon thế, vàng chóe này. À, nó ngáp, ôi dồi ôi. Rút nước vào nó không chịu nhé. Ừ, kệ nó. Không, kệ nó. Con này còn 8 năm rồi đấy, à, 4 năm rồi đấy. Lấy về hết đi. Còn một con để trên này đâu nhỉ? Ôm dưa. Ừ. À, ôm dưa. Khỏe lắm cái loại cá nuôi lâu năm này ấy. Nó không yếu như cá hồ câu đâu. Từ từ nhá, con nào sống để tí nữa cho vào ấy nhá, mang cho su beo con nào thì em phải cho vào cái túi bóng nhá. Túi bóng mà vẫn là mang chết thôi, em có oxy đâu. Không cần oxy đâu. Con nào chảy máu thì làm ăn luôn, còn con nào đừng chảy máu cả. Con này chảy máu rồi. Em lấy con đấy vào trong cái túi bóng đi. Đấy là cho su beo. Hai. Rồi, ok. Em nhá. À. Chặt ống to này à? Ống
to chứ. À, phải chặt những cây. 2 cân thì chắc phải ông to này vừa. Đúng rồi, nhưng mà các bạn ạ, chặt cái cây này ấy. Cây này là cây vầu chứ nhỉ? Cây này cây hốc. Cây hốc ừ. Là cái hốc non ấy thì lam nó mới nhiều nước. Để nó mới chín được cá. Cả lấy thì anh em nhà hàng nào không ấy thì ở em nhá. Ok. Mặt khuất rồi. Anh em nhà hàng nào. Cái này không phải cây hốc các bạn nhé, cây bắt độ thôi, đúng là cây hốc thì ngon hơn. Nhưng mà cây bắt độ cũng được vì là nó cũng dòng của tre nữa. Nhưng mà anh em thì ấy mình nhá. Hôm nay anh Hoàng ấy quay video. Nhưng mà nếu mà lấy cá hấp, cá ống, cá lam. Cá lam, ống tre ấy cho mình. Ok nhá. Mình sẽ bán đi kíp cho lại. Còn bình thường ai cũng làm được nhưng mà nếu mà vào gia vị thì không mà không ngon. Đúng rồi, còn gia vị nữa. Ừ. Thì mình không nói nhưng mà xác định là anh em nào làm nhà hàng ới mình nhá. 1 2 3 có cả 8 cân 1 2 3 6 được rồi. Làm 3 đốt à em? Một đốt à, hai đốt là ok rồi. Ừ, hai đốt nó chui vừa không đúng không? Chắc vừa đấy. Ừ. Mau về chưa? Mau về. Còn 8 cân. Ôi trời. Có cái. Thật ra thì ra nhà hàng đơn giản thôi, nhưng mà quan trọng là các em nó làm kiểu truyền thống, kiểu thôn quê thì ăn nó sướng hơn. Nhìn nó dân dã mà ăn nó ngon, nó sướng lắm. Ok rồi. Giống cắt mé đoạn này đi thì thôi. Anh bảo rồi con cá to như thế này em cho vào cái ống em sao vừa? Không vừa mà nhưng mà nó dài, vừa là vừa rồi. Không cần đâu em nhét, em tí nữa em cho gia vị ở dưới. Mà nó dài quá. Ok. Không không chưa, chưa làm đâu anh. Đi. À, con này hôm nay là sẽ xử lý luôn tối hôm nay. Đấy. Nuôi 4-5 năm trời được con cá bằng này. Đấy, còn con này là con của về cho mấy chị em nhà Subeo. Đấy, cứng lắm, nhìn nó đơ này cứng. Chắc cá. Cả hai con. Con này cũng to này. Cũng là rô phi nhưng mà bao nhiêu năm nó vàng khe này. Không phải là chuyện cá rô phi linh tinh. 4-5 năm cá rô phi. Con này đấy. Đây là những món gia vị. Đấy, riêng xả gừng ghiếc. Cái đội trong làng này hay giấu bí quyết lắm các bạn ạ. Chỉ có ăn mới biết được thôi. Biết là nhổ như này, không biết là tỷ lệ cho như nào. Nó không giống như kiểu là trên YouTube hay là Facebook hay là Zalo người ta hay giới thiệu. Cũng là cái gia vị đấy nhưng mà cái tỷ lệ khác nhau, ăn nó khác nhau luôn. Ăn ngon cực kỳ luôn. Các bạn thấy có thấy một cái phong cảnh rất là thanh bình không? Cảm thấy cực kỳ yên bình các bạn ạ. Đấy, nhìn thấy ngôi trà chanh như thế này mình lại nhớ ngày xưa cùng bố mẹ lúc còn làm lúa nương ở một cái không gian rất là thanh bạch. Bây giờ có mấy ai nghĩ được cái cảm giác này đâu, họ chỉ mải mê tranh giành cuộc sống. Ừ, nếu một đứa trẻ ở phố xá mà quen ăn chơi và không biết rằng là vất vả như thế nào thì hãy nhìn em bé này. Đây, em bé Thái. Con Thái đi. Chào đi. Con Thái đi, Thái đi. Sẽ trở thành từ bé đã
bàn tay bé nhỏ mà làm được những điều người lớn cũng còn lười. Nào, bây giờ các bạn mới thấy mình quay toàn cảnh cái ao khi nãy bắt con cá đây. Đây, bên này này. Đó, các bạn thấy cái ao nó rộng không? Ui sởi, con cá kìa nó ngập. Vừa nãy là le con cá để cho nó vào cái eo. Đấy, vào một cái eo khúc nhỏ ở bên phía nhỏ bên này thì nhìn nó bé, mà đây là cái ao lớn đây này. Đây, đây là toàn bộ cái ao. Đấy, xong bắt đầu chặn cái đoạn kia vào, xong rồi thả nước, xong rồi lừa nó xuống thì được một hai con, nó quăng chài dưới cũng được chứ. Còn không thì câu ở chỗ này thì cũng còn khướt. Đấy. Toàn bộ quang cảnh khu đất và vườn ao của cu em Toán này. Ở đây thì không có cái chuyện nuôi cá để tăng trọng hay cái gì, bởi vì gia đình họ không bán, chỉ nuôi để ăn thôi. Thì có khách khứa đến chẳng hạn thì quăng một hai con lên ăn hoặc là làm quà. Thôi giờ ta lại chuẩn bị trở lại với cái món cá lam. Vừa xong quăng chài xong rồi, giờ quay lại món cá lam mình xem là cu em nó làm kiểu gì. Vì thực tế là mình ở vùng cao thật đấy, nhưng mà mình cũng chưa, chính thức là mình cũng chưa bao giờ được chứng kiến làm cá lam kiểu này. Xem ở trên mạng thì cũng vô cùng nậm chế biến các kiểu linh tinh và lang tang, nhưng mà nó cũng chẳng đúng kiểu đâu. Nhiều khi nó chấp phá. Nhưng đây là thật sự là hình ảnh thật. Mày thấy anh Hoàng vào là nó mày xấu hổ à? Hả? Em dùng cá to rồi. Con quá. Cả hai con kia là bắt cho Subeo. Nó vào gửi cho cháu. Còn con này đây này, con to này. Mấy cân rồi kia ạ? Mấy năm rồi đấy. Bắt mẹ quậy tay anh sứt hết rồi. Ông gì đéo hôm nay uống rượu với em nhỉ? Ông, ai? Ông... Con cá này là mình phải bỏ mật ra nhỉ? Mật độc đúng không? Bỏ ra hết mà mật. Không, mật độc lắm, mật cá chấm này độc lắm. Đây cá chấm này không? Cá chấm không anh? Ơi! Ừ, anh xong việc rồi, anh đi kiểm tra nông thôn mới mà. Đi cầm... Sao anh thằng Dương Văn Hóa đi? Cả chìa khóa nhà trong chùm mê tắt. Chịu. Vừa lấy nó đi cùng anh ra đây xong rồi nó còn tắt máy rồi. Ôi, uống rượu em. Món cá lam này sẽ không thiếu được cái món gừng các bạn nhá. Đấy. Gọi mẹ bảo sẽ đón ăn cái mẹ. Này. Anh nên bật cái điện. Kiên bật lên đi. Đấy, gia vị là phải mổ con cá ra nhét vào trong bụng như này các bạn nhá. Nhét trong bụng như này. Đấy. Xong bắt đầu mới cho ông nữa để lam. Để bỏ tay ấy. Bỏ không em bịt này, ăn uống thì kiểu thế đấy. Ở trong cái ruột con cá này nha các bạn nhá, sẽ có những các cái gia vị như là gừng, gừng tươi này, sả, tỏi, lá chua mà tiếng địa phương người ta còn gọi là lá thơm lồm, hạt tiêu rừng còn gọi là mắc kén, một chút giềng tươi giã nhỏ, một chút ớt tươi giã lẫn và trộn với muối trắng, mì chính vừa đủ. Và sau đó chúng ta sẽ trộn đều lại với nhau và lót vào trong ruột của con cá như thế này. Đấy, nếu như mà có một chút rượu nữa chúng ta cho vào khoảng tầm nửa chén thôi thì như thế là vừa đủ các bạn nhé. Cái con cá mà nuôi lâu năm các bạn nhé thì nó khác ở cái chỗ là các bạn được lưu ý này. Cái này nó rất vàng, kể cả cái vảy của nó rất là vàng. Nếu mà cá mà nuôi tăng trọng nha thì nhìn nó thơm thưỡn, là nhìn nó ướt mỡ lắm, ướt nước. Vẩy nó thưa. Vẩy nó thưa, cái này là vẩy nó khít, khít thế này. Đấy. Cái hình nhiều hơn anh còn từ lấy giờ anh chả được lên hình thế nào. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy cái xe máy có cái bô hoàn cảnh như này. Đây này. Đúng không? Đây, đây kia này. Đây. Lâu lắm rồi, đây là xe cổ à. Đây nhìn cái bô. Nó chỉ có vậy thôi. Đã hết tiền mua bô mới rồi. Xoay vào máy kìa, xoay vào cái máy thôi, cái đây, đây đi ăn cá làng thì còn phát hiện ra những cái đặc sản, đây gọi xe máy cũng gọi là đặc sản. Đấy,
Nhìn quả chế này thì Hà Nội khóc hét, Thành phố Hồ Chí Minh gọi một cụ. Đấy, dây không cần nhá các bạn nhá. Cái này mà đi kích cá thì chết phát một phát một. Đấy. Đây gọi là đồ cổ các bạn nhá, gọi là hiện vật của một thời. Mấy bà mà già mồm mà hay chửi chồng ấy là cứ nhìn vào quả yên này, nhìn cá ngão này thôi, đừng có chửi ai nữa. Ngoan, trồng cho ăn ngon. Ừ, trồng cái này. Em cho vào đấy thì úp sao được, em cho hết cả cái dưới này trên đầu đi. Tí nước, cái tí nước của cây này nó ra nó khác nhiều mà. Còn nước của nó nữa cơ mà, có phải nước này đâu. Ừ. Nước của cây này nó ra ăn đầy. Tí đun mà phát nó lên đầy. Lên mùi chưa? Dưới của em ơi. Dưới của em ơi. Quá lên rồi. Đấy, tí nữa đun nhé. Những cái thớ này nó ra nước này, ra nước của nó này, nó thấm một con cá ngon cực luôn. Không đúng kiểu nó đấy. Cho dầu vào đúng không? Cho dầu ăn vào. Hết luôn cả dầu ăn ấy, sợ thật. Cái trong cái khí mà úp vào đây. Mới là lá huyết dụ các bạn nhá. Lá huyết dụ này, cái này ăn rất là bổ máu. Đấy, nhét đầu con cá này, dìm xuống. Tạm hầu thôi. Không, tiếng Kinh gọi là lá huyết dụ. Nhét vào đây. Thế là khi nó sôi nóng lên là cái màu đỏ của cái lá này và nó lan sang con cá. Thế là nhìn rất là màu ngon. Nhưng người ta không dùng kẹo đắng, không dùng linh tinh. Đấy. Cho vào giữa một ít, đúng rồi. Cái xanh rồi đi buộc vào đi. Đợi cái đến sau mình em làm tốt. Em ơi đổ hết cái kia. Ta bị nước kìa. Thôi, thôi. Nếu mà nhìn tình trạng lửa với cái ống to thế này, khả năng là mọi người sẽ đánh giá là cá sẽ không chín đúng không? Mày yên tâm đi, một chút nữa là sẽ chín. Đấy. 15-20 phút. 15 phút rồi. 20 phút nó nhừ quá. Mốt mà thôi. Nhìn vào, đẩy nhớ nữa. Bao nhiêu phút à? Bấm đồng hồ đi, 15 phút không? Cái này tầm ở 15 phút. 15 phút chín nhá. 20 phút là xong. Ok. Rồi đi. Rồi, đun này ạ. Bây giờ thì nhìn trạng thái khác rồi đúng không các bạn? Ok. Đấy. Báo đi. Ôi, chín rồi. Bây giờ em nhấc lên đi, nhấc. Cho trong nhà nó chín rồi. Không tí nó cháy nó không ngon đâu. Được rồi, để còn nó phải có nước, tí nó hết nước là ăn cá nó không ngon. Bê vào trong nhà đi em, đi. Ra thôi. Đừng để hết nước, thì nó tránh cả, rồi thôi băng vào đi. Rồi, thế thôi mang về, đừng tháo ra vội nhá. Cứ để cho nó nguội, để cho nước của nó ngấm cái lam ấy. Gì mà nặng nề thế? Thì nặng nề thế. Tao còn làm thêm vịt nữa. Tao còn làm thêm cả con vịt nữa. Ô, không ăn hết đâu. Được, em để vào trong kia, để trong nhà đi. À, để trong bếp. Cho trong nhà đi. Em đừng bỏ nước, em mở cái mặt trên lên trên không, tí nó ra hết nước không ngon đâu. Ôi, mẹ ăn con kia còn chưa đủ ăn con này nữa. Để rồi. Hả? Ăn sao hết được. Cổ sống. Không ăn được đâu. No lắm. Ăn uống thì bây giờ Covid rồi thì ăn đi. Mai thơm thế nhỉ? Mùi thơm đấy. Thơm lắm nhỉ. Chưa? Em đứng lại chuối nhá, em cho đây. Rất chi là mềm cá luôn. Mềm mà thơm lắm. Ui giời, khói này. Ui giời, này ơi sướng chưa? Này, đây này, đấy chưa? Con này có ít rồi, có 2 cân bé. Còn cả đuôi nữa. Bên này. Đó, bên này. Không phải vấn đề. Đấy. Ôi giời. Bắp kia đây tí đâu. Đổ đi không sao đâu à. Đổ đi không sao.
Đây là con dao nhọn. Quay con cá. Quay cây chảo, cây mâm đi. Thế được mà. Wow. Ui giời ngon. Được thế nào? Lấy cái ra đi, lấy cái gia vị này ra hết để cho chúng cạnh đi. Anh cầm cái đĩa đi, cầm cái ấy đi. Đúng rồi, em xúc ra đi. Gia vị này có cái gì đâu đây anh? Không, cái đấy bỏ đi. Cái này này. Cái này bỏ đi này anh. Cái gia vị này mới là gọi cái là cái gì kìa? Lấy cái thịt con anh ơi. Thịt con ấy thì ăn cơm ấy. Ngon quá. Nhà rồi. Ôi nóng hổi nào. Ui giời. Ui giời, ngon quá, gặp quý vị ơi. Đúng rồi, rồi đấy. Bỏ ra, rồi dốc đi. Đây gọi là vét máng à? Dốc đi mày. Vét máng. Chị em. Bỏ đi thôi, ăn thế thôi. Chị em phụ nữ bảo là mình vét máng là nó thích ăn hoa. Một mắm này ngon đấy nhỉ? Bát này bát mẻ nhá. Đây là mắt mẻ chấm món vịt nhá. Đấy. Ui, này ngon không? Anh ơi. Ngon không bạn ạ? Hay thôi nhỉ? Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi, anh đi mổ cá đi. Bây giờ là đến tiếp tục mổ cá. Rồi. Rất là ngon nhá. Sự bài nhá. Xin mời anh em nhá. Và bây giờ thử miếng cơ nào. Bây giờ làm miếng trước nhá. Đây có kiểu gì đây? Ôi, đây, ôi. Vào đây. Có ai đâu? Có mấy chục cháu mà. Em có mời khách đâu. Đây vào đây. Với cá. Wow, rất là ngon các bạn ơi, ăn này, ăn thử nhá. Ồ, quá ngon anh nhỉ. Ăn uống này không mà chết người. Không á, ăn đi các em. Bà anh dùng anh ấy. Chẩm chéo à? Chẩm chéo đấy. Chẩm chéo ngon này. Rất là thơm. Xin mời các bạn nhá, xin mời cả nhà nhá. 2, 3, vô. 2, 3, vô.